bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động do Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng và Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang phối hợp thực hiện. Quỳnh Loan và Sơn Hiền cùng với các đồng nghiệp xin được kính chúc cho bà con luôn vui khỏe, làm ăn trúng mùa, trúng giá. Bản tin hôm nay tiếp tục cập nhật những thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất của nông dân. Mời bà con và quý khán giả cùng chúng tôi điểm qua ngay sau đây. Vì chủ động, kinh nghiệm nên dùng hoa Đà Lạt sẵn sàng đón mùa hoa Tết với nhiều loại hoa ngoại chất lượng. Mưa bão để giá rau xanh tăng cao, người dân đang khóc thét vì hành lá ở Phú Quốc dọt lên 150.000 đồng một ký. Nhà vườn Lâm Hà, Lâm Đồng trồng bơ bút đang thu trái bói đến 120 kg một cây, thu 4 tỷ, số tiền đầy mơ ước. Chăm sóc dâu tây như thế nào mới khoa học và đạt chất lượng? Phóng viên chương trình có cuộc phỏng vấn ông Lại Thế Hưng, chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng về giải pháp chăm sóc dâu tây. Anh Sơn Hiền này, chỉ còn một tháng nữa là tới Tết cổ truyền 2019 rồi. Bây giờ anh có cảm thấy nôn nao hay không? Đó là tâm trạng hồi xưa khi còn nhỏ, là cứ đợi đến Tết để được ăn bánh kẹo nè, dưa hấu rồi cả ăn mặc đẹp nữa. Nhưng mà bây giờ tâm trạng đã có thay đổi một chút rồi, dường như là có sự lo toan ở trong đó nữa. Nghe anh Sơn Hiền nói thì tôi thấy là anh đã bắt đầu chín chắn hơn rồi. Thưa quý khán giả, cái lo toan mỗi người thì mỗi khác. Đối với nhà vườn trồng hoa kiển Tết ở miền Tây và thủ phủ hoa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thì lại lo hoa không được nở đúng vào dịp Tết, không được đẹp để kịp phiên chợ Tết do mấy ngày qua gặp phải mưa. Những tháng cuối năm này, Đà Lạt không lạnh như cùng kỳ, lại xuất hiện mưa dầm kéo dài nhiều ngày khiến cho nhiều gia đình khá là lo lắng. Nhà vườn phải thường xuyên ra vườn kiểm tra, theo dõi để kịp thời phát hiện sự bất thường của loài cây này để sẵn sàng chào Tết. Theo nhà vườn, hiện tại một số vườn địa lan và các loại hoa khác có dấu hiệu trổ hoa, khả năng nở sớm là rất lớn. Riêng dưa hấu Pepino rất ít người trồng, nên đến nay toàn bộ số dưa Pepino Tết đều đã được các đơn vị đặt hết hàng từ khi mới xuống giống được khoảng một tháng. Theo trưởng phòng kinh tế thành phố Đà Lạt, tổng diện tích hoa các loại phục vụ cho thị trường Tết của Đà Lạt đạt 1.500 hecta, trong đó diện tích hoa cúc là 544 hecta, hoa hồng 312 hecta, lây ơn 154 hecta, hoa lily là 75 hecta, khoảng 25 triệu cành, cát tường là 120 hecta, khoảng 40 triệu cành, địa lan 35 hecta, khoảng 400.000 cành và một số loại hoa khác chiếm 260 hecta. Ở miền Tây có hai vùng trồng hoa lớn là làng hoa Sa Đéc Đồng Tháp và Chợ Lách Bến Tre. Một số tỉnh khác thì diện tích trồng hoa chủ yếu là nhỏ lẻ, làm theo vụ mùa. Bà con làm nhỏ lẻ nên chỉ trồng hoa truyền thống như là cúc, dạng thọ, mồng gà. Dạng thọ là một loài hoa dễ trồng, thời gian sinh trưởng ngắn. Nếu như chăm sóc hoa đẹp, tiền lời khá cao. Và một lão nông ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bỏ ra hàng chục triệu đồng để trồng hoa dạng thọ bán vào dịp Tết. Tết này dự kiến lời 20 triệu chỉ sau 2 tháng chăm sóc. Năm nay, ông Văn Công Cạn, ngụ phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự, đến xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, thuê bãi đất trống, trồng 4.000 chậu hoa dạng thọ bán cho người dân trưng trong dịp Tết. Thời điểm Tết năm ngoái, giá của mỗi chậu hoa dạng thọ dao động từ 20.000 đến 25.000 đồng một chậu, tùy theo kích cỡ và số lượng hoa trong chậu. Với giá bán như thế, mỗi chậu dạng thọ, ông có lời từ 7.000 đến 10.000 đồng. Với hơn 4.000 chậu hoa dạng thọ, dự kiến Tết Nguyên Đán năm nay, ông Cạn thu lời hơn 20 triệu đồng chỉ sau 2 tháng chăm sóc. Dự kiến giá dạng thọ năm nay sẽ tăng nếu nhu cầu tăng cao. Anh Sơn Hiền cũng biết là người dân ở đảo xa thì sống thì rất là thiếu thốn rau xanh và hầu như mọi thứ đều phụ thuộc vào đất liền. Và mùa mưa bão hiện nay thì ở đảo xa Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thì giá của các loại rau xanh cũng tăng rất là chóng mặt. Khi mà tôi nói ra thôi thì anh nghe cũng chóng mặt theo đó. Giá tăng cỡ nào dữ vậy chị Quỳnh Loan, và loại nào thì tăng cao nhất ạ? Để biết cụ thể được giá tăng cao như thế nào thì xin được mời anh Sơn Hiền, bà con và quý khán giả cùng cập nhật thông tin giá rau tại điểm du lịch Phú Quốc sau đây. Tại khu vực chợ Dương Đông và các đại lý cung cấp rau củ quả tươi trên địa bàn huyện Phú Quốc đã khan hiếm hàng. Giá các loại rau củ quả đã tăng mạnh gấp nhiều lần so với ngày thường. Cụ thể, 1 ký rau muống thì có giá tới 85.000 đồng một ký, trong khi bình thường chỉ có 25.000 đồng một ký. Trái bầu bình thường có giá từ 15 đến 20.000 đồng một ký, thì nay tăng gấp 2 đến 3 lần. Cà chua thì không có hàng.
Đáng chú ý là giá hành lá từ 30.000 đồng một ký đã tăng lên 150.000 đồng một ký. Nhiều nhà hàng, khách sạn cũng rơi vào tình trạng không có rau củ quả để nấu cho khách. Điều này quá quen với người dân nơi đây. Tuy nhiên, quản lý thị trường cũng đã đi kiểm soát giá. Những trường hợp nào tăng giá quá cao sẽ xử lý. Chị Quỳnh Loan này, tôi đố chị là vì sao cua biển 5 căn Cà Mau lại ngon và thịt chắc? Cái này tôi biết nè. Cua biển 5 căn Cà Mau thịt ngon và chắc bởi vì cua được nuôi ở một vùng nước có độ mặn ổn định. Và cua ở 5 căn thì ngon hơn cua ở các địa phương khác của tỉnh Cà Mau luôn, chứ không riêng gì là các tỉnh như là Bạc Liêu, Trà Vinh. Vì thế bà con ở đây xem cua là mặt hàng nuôi chủ lực. Mô hình nuôi cua tôm kết hợp cũng đã được thực hiện trong mấy chục năm nay. Vâng, và như quy luật, cứ hễ cận Tết là giá cua biển lại tăng cao. Nắm được nhu cầu của thị trường, nhiều người đã chọn thời điểm thả giống để thu hoạch vào đúng dịp cuối năm. Và hình thức nuôi này đã giúp cho nhiều hộ có thu nhập khá. Năm nay thì người nuôi cua biển 5 căn Cà Mau tiếp tục trúng giá mùa cua Tết. Hiện nay, nông dân Cà Mau bắt đầu tất bật vào vụ thu hoạch cua biển. Theo ghi nhận, hiện giá cua biển đã tăng trở lại và dự báo sẽ có xu hướng tăng mạnh vào những ngày cận Tết, khiến nông dân rất phấn khởi. Cụ thể, giá cua biển Cà Mau tăng trung bình từ 60.000 đến 100.000 đồng một ký tùy loại. Trong đó, cua gạch được thương lái thu mua với giá từ 300.000 đến 340.000 đồng một ký tùy địa phương. Cua thịt có giá khoảng 220.000 đồng một ký. Tết năm rồi, cua gạch có giá khoảng 700.000 đồng một ký. Có lúc giá cua tăng kỷ lục tới 800.000 đồng một ký. Cua thịt thì có giá trên 500.000 đồng một ký. Nông dân sẽ có cái Tết sung túc khi giá cua tăng cao. Một thông tin vui mà tôi muốn chia sẻ với chị Quỳnh Loan cũng như là bà con của mình ngay trong tiểu mục Nông nghiệp trên đường phát triển hôm nay, đó là sau hơn một năm đàm phán đáp ứng đủ các tiêu chuẩn chất lượng, xoài trái Việt Nam đã chính thức được xuất khẩu và tiêu thụ tại siêu thị lớn của Hàn Quốc. Nhưng không phải là xoài cát chu hay cát hòa lộc, mà đó là sản phẩm xoài tượng do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất chế biến nông sản Cát Tường tại Tiền Giang xuất khẩu trực tiếp vào siêu thị Emart của tập đoàn Samsung Hàn Quốc. Đây thực sự là một thông tin vui đối với nhà vườn đó anh Sơn Hiền. Vâng, và sản phẩm này không phải là sản phẩm xoài đầu tiên của Việt Nam vào được kênh tiêu thụ nổi tiếng nhất nhì của quốc gia này. Để vào được siêu thị nói trên, sản phẩm xoài tại đây phải sản xuất sạch, có cấp mã code chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc. Đặc biệt, trái xoài phải được bao bằng túi không thấm nước suốt quá trình trồng, thu hoạch cho đến đem về nhà máy sơ chế đóng gói. Hiện một ký xoài xuất khẩu vào siêu thị Hàn Quốc có giá hơn 100.000 đồng, cao gấp đôi so với tiêu thụ nội địa. Bên cạnh thực hiện chuyển đổi cây trồng vật nuôi thì tỉnh Lâm Đồng cũng khuyến khích nông dân sản xuất sạch. Năm qua thì tỉnh đã đầu tư ngành chăn nuôi chất lượng cao, an toàn dịch bệnh trên bò, heo, trâu và gia cầm như một ngành hàng chủ lực tạo giá trị lớn hơn và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Dân, dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tại Lâm Đồng đã phát triển được 57 nhóm GAHB với gần 1.100 hộ chăn nuôi heo tham gia. Từ đó thì nâng cao hiệu quả sản xuất. Sản xuất theo gáp giảm tỷ lệ chết ở đàn heo từ 15% xuống còn 1% một lứa, giảm thời gian nuôi heo thịt từ 140 ngày xuống còn 120 ngày một lứa. Hầu hết các hộ chăn nuôi gáp đều tiết kiệm thức ăn khoảng 3.000 đồng một ký heo hơi. Quy mô đàn tăng nhanh từ khoảng 20 con một hộ lên 50 con một hộ. Dự án này có tính lan tỏa tốt đến cộng đồng dân cư trong việc chăn nuôi tạo ra sản phẩm sạch cho xã hội và ổn định thu nhập cho người chăn nuôi gáp. Trao hoa làm theo công nghệ cao hay sản xuất theo gáp tại Lâm Đồng hiện nay, nhiều mô hình thì tôi thấy là thu cả tiền tỷ mỗi năm. Dân đúng là như vậy, nhưng mà mô hình sau đây thì không phải rau hay là hoa. Và nhìn hình ảnh này thì chắc anh Sơn Hiền cũng biết được đây là bơ bút rồi đúng không? Và đây là giống bơ Mỹ đang gây sốt trên thị trường sau bơ 034 tại Lâm Đồng. Trong 3 tháng vừa qua, trang trại của anh Tiêu Văn Phước ở khu vực Hoàng Kiếm, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà đã thu hoạch liên tục trái bói bơ bút giống Mỹ trên 600 cây ghép 4 năm tuổi. Trong đó thì có cây đạt năng suất từ 100 cho đến 120 kg. Số tiền thu về đạt tổng doanh thu là gần 4 tỷ 700 triệu đồng. Và sau đây mời bà con cùng đón theo dõi thông tin này. Những cây bơ hiện tại được anh Phước ghép từ mầm chồi giống bơ bút Mỹ chất lượng cao với gốc cây bơ địa phương khỏe mạnh, trồng thuần chuyên canh trên diện tích 2 hectare và chăm sóc theo quy trình Việt Gáp. Đến thời điểm bước sang năm mới 2019, giá bơ bút thu trái bói được thương lái thu mua tại vườn với giá trên 130.000 đồng một ký. Như vậy, tính chung, trang trại có khoảng 36 tấn một hectare, giá bán 130.000 đồng một ký,
thu về gần 4 tỷ 700 triệu đồng. Dự kiến cây bơ bút ở đây từ năm tuổi thứ 5, thứ 6 trở đi, năng suất sẽ tăng lên gần gấp 2 lần. Thưa quý khán giả, trái bơ, dâu tây hay là trái hồng là những loại trái cây đặc thù chỉ có ở tỉnh Lâm Đồng mà mỗi khi đi du lịch thì ai cũng mua về để làm quà cho gia đình, người thân và bạn bè. Dân đúng là như vậy. Kính thưa quý khán giả và bà con, dù vậy thì không phải là nhà vườn nào canh tác các loại trái này cũng đạt hiệu quả cao. Nhiều nhà vườn có kinh nghiệm trồng dâu tây rồi nhưng mà vẫn chưa nắm chắc là chăm sóc thế nào để hiệu quả và khoa học. Hiện nay thì nông nghiệp công nghệ cao, dâu tây được trồng lên vàng nữa thì kỹ thuật có khó hay không? Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng có cuộc trao đổi với ngành chuyên môn xung quanh vấn đề này. Mời bà con và quý khán giả theo dõi. Thưa bà con nông dân và các bạn, hiện nay có loại cây trồng đặc sản, đặc biệt là dâu tây Đà Lạt đang là một trong những thế mạnh của vùng đất Đà Lạt Lâm Đồng. Tuy nhiên, làm thế nào để nâng tầm giá trị của các loại cây đặc sản này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thạc sĩ Lạnh Thế Hưng, Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng để cùng tìm hiểu. Vâng, xin chào thạc sĩ ạ. Thạc sĩ có thể cho một vài nhận định về tình hình phát triển các loại cây đặc sản, đặc biệt là đối với cây dâu tây công nghệ cao cũng như là những giải pháp của ngành chức năng ạ? Về cây dâu tây thì trước hết là chúng tôi cũng đang làm việc với các cơ sở vườn ươm trong cái nuôi cây mô để chọn lọc những cái cây mẹ và nhân giống cho các cái cơ sở vườn ươm. Thì đây là một cái công tác gắn với cái việc mà quản lý cái cây giống sản xuất in vitro, phối kết hợp với trung tâm nghiên cứu rau hoa và dâu tây cũng như các doanh nghiệp mà có nhập khẩu giống từ nước ngoài để làm sao chúng ta có được một cái bộ giống dâu tây mà có năng suất, có chất lượng phù hợp với cái điều kiện canh tác ngoài trời cũng như canh tác nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đang hoàn thiện cái quy trình mà canh tác dâu tây theo cái ứng dụng công nghệ cao, vì đây nó rất là khó, bởi vì chúng ta phải áp dụng trên cái điều kiện là nhà kính, rồi trên giá thể, trên hệ thống tưới giỏ giọt, trên cái hệ thống mà có thể là áp dụng cái công nghệ cao IoT vào trong này thì làm sao kiểm soát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên cái dâu tây. Thì chúng tôi thường xuyên là cùng với phòng kinh tế Đà Lạt kiểm tra 22 cái điểm mà du lịch canh nông để bảo đảm được rằng là canh tác đúng theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Vâng, với những hỗ trợ như trên thì bà con nông dân cần phải có những kế hoạch sản xuất ra sao để có thể tận dụng được hết những hỗ trợ của ngành chức năng thưa ông? Trước hết thì chúng tôi nghĩ là cái việc mà sản xuất thì chúng ta phải ứng dụng cái khoa học kỹ thuật, trong đó thì ứng dụng cái nông nghiệp công nghệ cao để chúng ta sản xuất dâu tây kể cả trong nhà kính và ngoài trời để nó bảo đảm được cái hiệu quả cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm. Chia sẻ thông tin với bà con nông dân là trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ kiểm soát chặt cái việc mà quản lý cây giống cho cái sản xuất dâu tây. Hiện nay chúng ta đang có những cái loại dịch bệnh chẳng hạn như virus, rồi bọ trĩ, rồi côn trùng chích hút, thì như vậy thì chúng tôi cũng sẽ có những cái thông tin về các cơ sở vườn ươm đạt cái tiêu chuẩn. Thứ hai nữa là chúng ta cũng sẽ phải ứng dụng cái từng bước các cái giống mà có cái điều kiện là phù hợp với canh tác của Lâm Đồng. Cái thứ ba nữa là về vấn đề là các cái sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật, thì đây thì chúng tôi cũng sẽ tập trung vào trong việc giải quyết các cái bệnh hại chính trên cái dâu tây với các cái dòng sản phẩm, các chế phẩm sinh học có thời gian cách ly ngắn và phù hợp với cái điều kiện ứng dụng công nghệ cao, như là cái việc mà sử dụng cái thiên địch, sử dụng cái các nấm trichoderma, rồi các cái chế phẩm sinh học khác để làm sao chúng ta xác định cái vùng nguyên liệu cũng như các cơ sở sản xuất của chúng ta bảo đảm là cái an toàn vệ sinh thực phẩm. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ Lại Thế Hưng với những thông tin vừa rồi. Cách chăm sóc dâu tây cho trái ngon, chất lượng, đầy khoa học được chia sẻ vừa rồi sẽ góp thêm vào kinh nghiệm cho nhà vườn trồng dâu ở Lâm Đồng, và những người nông dân tỉnh nào muốn thử nghiệm trồng dâu tây thì cũng có thể tìm hiểu. Cảm ơn bà con và quý khán giả đã đón xem 365 ngày chuyển động của chúng tôi. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.